Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong nội dung chia sẻ video buổi tối ngày hôm nay, thực sự với anh em là buổi tối ngày hôm nay là vào mình đang là bão đấy, thì nhưng mà cũng là vì công việc nên là anh em xem ở cái video này thì mình làm nhanh ấy, thì anh em cố gắng thông cảm cho mình. Thì như thường lệ ngày ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh mọi người cái thẻ kết hợp của dự án Hamster Con Bắc ngày mùng 8 tháng 9 để chúng ta nhận 5 triệu đồng xu Hamster Con Bắc từ dự án này. Đấy, thì đối với những người mới chưa tham gia kèo Hamster Con Bắc thì anh em nhanh chóng click đường link dưới phần mô tả để chúng ta tham gia nhanh chóng đi, vì kèo này theo thông tin lộ trình cũng như là các thứ của nó thì nó đã thông báo là 26 tháng 9 năm 2024 thì bắt đầu là nó lip và nó phân phối airdrop cho mọi người, tức là 18 hôm nữa đấy. Đấy, còn cái mật mã hàng ngày cũng như mini game này thì hồi sáng mình có video chia sẻ mọi người rồi, nếu mà mọi người chưa làm thì mọi người có thể là xem ở cái video hồi sáng ấy. Còn bây giờ thì mình và mọi người cùng làm nhanh đi, vì căn bản là chỗ mình nó đang là mưa rất to và đang là có ảnh hưởng từ bão nên là mình phải làm nhanh cho mọi người cùng tham gia. Rồi, chúng ta kích vào phần thẻ kết hợp với cho mình này. Thì cái thẻ ngày hôm nay thì nó có thời lượng là 23:40 nữa kết thúc. Thẻ ngày hôm nay, thẻ đầu tiên nó nằm mục BR vào tem nhá. Chúng ta sẽ tìm cái thẻ Hamster To Be. Chúng ta kích vào cho mình, kích vào nhận cho mình này. Hamster To Be nhá, chúng ta vừa nhận cho mình này. Đấy, kích vào nhận cho mình. Đương nhiên thì mình không nhận vì căn bản là cái thẻ này mình lỗ. Nếu mà mình nhận cái lợi nhuận mình đã lên level 17 rồi mà lợi nhuận bây giờ nó khá thấp thì mình lỗ, mình không nhận. Mà thẻ đầu tiên đối với những người mới ấy, nó à, cái thẻ này là vẫn lên level 1 đấy, thì anh em có thể là kích vào nhận thì là anh em có thể tương ứng nhá. Ví dụ như đồng xu Hamster Bắc bỏ ra là nhiều thì chúng ta thôi, nếu mà cái lợi nhuận bây giờ cao thì chúng ta cũng có thể nhận. Đấy là cái thẻ đầu tiên nhé mọi người nhá. Còn thẻ thứ hai nó nằm ở cái mục market này, chúng ta kích phần market cho mình này. Đấy, thẻ thứ hai là thẻ SocaFi token này, SocaFi token, chúng ta kích vào cho mình này. Rồi kích vào nhận cho mình này. Rồi mình làm một cái thẻ này để là biết là cái thẻ hôm nay là thẻ uy tín nên là anh em nhận nhá. Rồi kích vào phần nhận này. À, thẻ thứ hai này, thẻ đầu tiên mình không nhận nha, thẻ thứ hai mình nhận này. Rồi thẻ thứ ba cũng như thẻ cuối cùng là chúng ta kích cái mục spare cho mình này. Rồi chúng ta kéo xuống, chúng ta tìm cái thẻ này. Đối với anh em mới thì nó nằm ở cái thẻ mới này, còn đối với mình cũ này thì nằm ở cái phần thẻ của tôi này. Rồi chúng ta kéo xuống, chúng ta tìm cái cụm thẻ cuối cùng là thẻ thứ ba này. Thẻ gì đây ạ? Đây là thẻ Vina for the Red Team. Đây là cái thẻ này. Mà hiện tại cái thẻ này mình cũng lên level 17 rồi. Nếu mình nhận mình mất 8 triệu đồng xu hôm tới bác, mình đổi ngược lại thì 1k lợi nhuận bây giờ thôi. Coi như là thẻ hôm nay là mình bỏ nha. Đấy. Đấy, còn anh em cố gắng anh em tham gia nhanh cho mình nhá. Vì dự án nó cũng đi đến hồi kết rồi. Rồi mình gửi tới anh em, mình đi gọi là đang mưa rất to đấy, mình gửi tới anh em nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh mình rất nhiều. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo, xin cảm ơn ạ.